Nhờ anh này là mình mới chế bơm nè. Anh chạy 6D22 mà anh chạy cái bơm 125. Mất nước hoài à, anh kêu mình chế vậy. Cũng lấy cảm hứng từ anh này. Cái này là xuống cái nhỏ nha. Mình chạy thử cái nổi không? Xuống cái nhỏ lên cái nổi không? Bơm lại không nổi luôn nha, nó vẫn tẹt nha. Nén dữ lắm, nó mạnh dữ lắm anh em. Xe nhẹ dẫn lên nha. Nói chung là có xe là lên bịch không nổi ngày chậm nhất luôn hả anh em? Cỡ nào cũng lên luôn anh em. Thì hôm nay mình tới cái tiệm của anh Chẩn, mình quay cho anh em cái bơm chế rồi rất là độc nha, bơm cánh cánh quạt cao su. Nhiều người ta không biết lắm chứ bộ. Đây nè. Bị này ông hút vô hút ra 49. Mới khâu chuẩn bị à. Rồi cái này là mình để cái cánh quạt thun trong này phải không? Làm lưỡi gà bắt. Làm lưỡi gà ở đây nữa. Tiện lợi này tối mình cắt bắt ma nó còn dư. Ở đây làm lưỡi gà bằng thau luôn nha anh em. Mình tiện sơ đó, để mình cho nó mỏng này lên cắt nó mới lủng. Rồi. Cho mình mới vớt đủ thịt. Con này bô ly đầu. Này mình hàng đây. Dặn cái ống vô anh em muốn thẳng thì thẳng, muốn cong thì cong. Thích. Cánh thun này nghe anh em, cái cốt này nữa nè. Cốt này nóc, không có bị xây, không có bị mòn mấy cái rene này nha, ít bị mòn nha. Ở đây là mấy cái đầu này là anh Chẩn làm luôn nha. Và cái cánh quạt này là để mình làm cái mô hình cái kêu bằng cái gì? Cái cho anh em coi thử thôi. Ví dụ vậy đó, chứ còn mua đem là cánh quạt mới vô nha. Cái này đem vô dục chứ ai đâu mua. Cái này cái bơm giờ làm được tới đây rồi anh em. Nè. Cái cốt. Cái chỗ này là để dành cái này cái gì? Cái này Renier này nè. Kính thun. Đây là cái hoa trà này nè, để lấy hoa thử chạy. Kính thun vắng nha. Bơm sẽ hoa trà luôn. Này nó làm như cốt. Rồi khoan để ấy đi, để gắn vô đi thì tính về thấy vậy là biết rồi. Con này. Đậu đạn. Đóng như này nữa. Kẻ này là kẻ ngăn nước. Cắt cái rãnh này nè. Nước nó qua nhiễu chứ không bị chảy vô đạn. Cái này nay làm được tới đây nè anh em. Cái bơm nè. Để biết nào hơn. Mặt đạn ngon lành nha. Giờ còn thiếu cái bô ly nha. Lưỡi gà rồi hàng ống rồi xong hết rồi. Lưỡi gà xong luôn nè anh em. Lưỡi gà bằng thau nha. Mình sẽ cho anh em xem chi tiết cách chế cái bơm này cho anh em biết cái độ bền của nó nha. Mình biết là hai cái mặt đạn nha anh em. Nhưng mà mình cảm thấy là biết nó có bền nha. Này bơm mở. Rồi dưới này xả nước này nha. Bơm mở mình làm cái ốc bơm mở vô nữa hả? Bơm ra đầy vô. Cái chỗ này mình làm cái vú mở vô nha anh em. Có chân độc đài luôn nha. Nha. Chân này chứ không có rồi. Chân này chỉ có anh Chẩn kiếm mới có thôi. Như thiệt ha. Cánh gắn vô rồi nè. Rồi móc rảnh xin luôn nè anh em. Đó. Vô 49 ra 49 luôn. Bên này là vô nè. Bên này ra nè. Đó. Ủa? Rồi chạy ngược lại hả? Chiều chạy bên nào giống vô đồng đó đó. Vô đường này nè, vô đường này nè. Này mới ra đây. Rồi. Đúng rồi. Lên này mới ép lại cái lửa gà ép lại mới ra đường này. Anh em nào có nhu cầu liên hệ nha. Thấy cái bơm này khoái mua cho thằng Úc. Thằng ông Nhật cái coi, anh Hai á. Làm cho anh Hai cái. Xài máy đua tôm như mấy tàu dịch được đó. Rồi. Có nhu cầu gắn bơm nhỏ rồi gắn. Rồi. Chế nhỏ lớn gì cũng được. Nó không đặc biệt là cái bao nhiêu đây nha anh em. Kiểu nào bao nhiêu kích cỡ bao nhiêu cũng làm được nha. Anh em xem clip nhé, đăng ký kênh like cái ủng hộ cho ba Xíu nha anh em. Ngon lành luôn. Này bắt lúc trong này nha anh em. Còn cái này là mình chỉnh lưỡi gà hả? Bắt cái lưỡi gà lên. Gịch cái lưỡi gà lên. Ốc này gịch lưỡi gà nha. Nói chung là làm như thiệt á anh em. Này mặt này dán chở được luôn. Hai hãng lỗ cho anh em chở nè. Rồi. Để lát nó đem ra test thử cho anh em xem nha. Gắn cái này vô nó test thử nha.
qua chỗ nào sáng giới chỗ đó ha. Đã chưa, đã chưa, nhìn là thấy riêng liền. Băng cát nha anh em, băng cát cho nó sạch sẽ rồi sơn lại, thì nếu anh em nào đặt thì giao cho nó đẹp luôn nha. Đây sơn lại luôn nha anh em, quá đã, quá sướng luôn. Quá đã anh em. Thì cái bơm đã sơn ngon lành rồi nha, bây giờ ráp lại nha anh em. Chi tiết chỉ chi tiết cho anh em xem luôn nè, để quay vòng vòng nha. Cái này có vú mỡ luôn nha, bơm mỡ vô đây. Bơm mỡ hơn nhất. Bơm mỡ. Đây là khoách trà, khoách đá, khoách sứ. Rồi trồng trồng cái kia vô nè. Nước khó lọt qua khoang này được đó. Nó nằm ngăn đây hết rồi. Không cần keo nữa. Ráp vô test thử nha anh em. Cái mỡ bò nó không có vệ sinh nữa dễ. Cánh này ha. Ừ. Chơi cánh gãy thôi lên. Bây giờ chơi cánh gãy trước nha. Chơi cánh gãy, chơi cái kia thử luôn. Đâu có chơi cánh gãy trước để cho anh, để mình làm mình sẵn mình bán luôn mà. Đó chơi. Chơi cánh gãy trước thử cho anh em xem cái nha. Ngài chỉ cũng xin, chỉ cũng xin. Xin. Ừ, xin hai mặt thì mình xin hai mặt nha. Luôn. Này khỏi trách keo nha. Chép mấy nó bò như rồi. Xin này nó đâu qua gió được. Dự dặn anh em trước khi thay cánh thùng là chét mấy con bò đây nè. Ừ. Nó trơn cái lòng nó không bị xây lưng thao. Ừ. Không xây lưng này nè. Quá đẹp luôn. Xài thử cánh gãy đi rồi hãy đổi cánh này. Ừ. Nè hai lỗ này là hai mặt thẳng nè. Dù xài chở mặt được. Có nhiều mình xài ốc ngay đây phải không? Lật lại thật lên bên đây. Không. Mình vẫn chở mặt theo bình thường. Bên này mấy nào là biết thấy không? Thì mình thấy ở trên thị trường bây giờ thấy ở trên thị trường bây giờ là chỉ có xài mấy cái bơm gì, bơm thứ bơm kia là bơm bơm máy Honda tự hút á, cái này là chưa có nha anh em. Cái này ở Việt Nam mình anh chẳng chế nè anh em, đặt hàng thì đặt nha, giá thì không có báo trước được, thì tùy theo cái lúc nó lên xuống đó, sắt đồ và các cái nó lên xuống đều rẻ hả, vài triệu thôi. Cái này là thuận tiện cho anh em đi ghe tải xà lan là tàu biển cũng được luôn nè. Mấy nào do dịch đó phải giờ luôn. Họ test thử cho anh em xem cái. Quay cho đã rồi không lên nước chứ báo nữa. Thì số điện thoại của anh Trẩn để màn hình, anh em nào đặt thì alo nha. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh, like cái ủng hộ cho ba xí nha anh em. Bơm này chạy chiều nào cũng lên nha anh em, bên phải bên trái gì cũng lên nha, gắn ngược gắn xuôi gì cũng lên hết nha. Gắn ngược thì đổi ống lại vậy đó. Gắn ngược thì đổi ống lại thôi chứ đường nào nó hút nó cũng được hết á. Thí dụ như